Ngô Kiến Huy tham gia 2 ngày 1 đêm, Caric nhắn nhủ đừng ô dè nữa. Thân thiết từ Running Man Việt Nam, do Thỏ Đen đi show mới thì bé Bự vẫn không quên nhắn nhủ. Trên trang cá nhân, Ngô Kiến Huy khoe ảnh hậu trường 2 ngày 1 đêm và thông báo lịch phát sóng vào tháng 6 tới. Ở phần bình luận, ngoài những comment thể hiện sự háo hức của fan mong chờ thấy Thỏ Đen trong một chương trình hoàn toàn mới, còn có một lời nhắn nhủ của Caric dành cho bạn thân. Theo đó, bé Bự mong Thỏ Đen ở game show này sẽ không ô dè nữa và Ngô Kiến Huy khẳng định tại 2 ngày 1 đêm anh rất chiến và chắc chỉ có Caric mới tin tưởng vào vận may của Ngô Kiến Huy khi bảo rằng mình rất mong Thỏ Đen chiến thắng để ăn mừng. Quả là một tình bạn cảm động trời xanh rất nước mắt mà. Thời điểm tham gia Running Man Việt Nam chơi là chạy, Ngô Kiến Huy và Caric rất thân với nhau. Trước đây chưa từng có dịp cộng tác nhưng sau khi tham gia chương trình, cả hai lại thường xuyên đùa giỡn và là đối thủ. Thậm chí ngay đến tập cuối thì Thỏ Đen vẫn phải bộ bé Bự như bao lần. Những ngày qua, fanpage 2 ngày 1 đêm liên tục chia sẻ hình ảnh của Ngô Kiến Huy và các thành viên khác trong chương trình. Đúng như dự đoán của fan, bộ sậu Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Dương Lâm, Chris Van, Hiếu Thứ Hai mà hợp lại thì 2 ngày 1 đêm đã thực sự trở thành một biển muối. Mới đây, bé ghẻ đã có hành động hài hước với phản ứng của mình trước sự thay đổi về ngoại hình của Lê Dương Bảo Lâm. Cụ thể trên trang cá nhân, Dương Lâm đã chia sẻ hình ảnh trong phòng gym với body 6 múi cuồn cuộn, cơ bắp mạnh mẽ. Tuy nhiên thì anh bất ngờ liệt kê một loạt những cái tên người yêu cũ, trong đó có một nhân vật gây hoang mang. Em nói tôi mập, tôi giảm cân, em nói tôi xấu, tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Em nói tôi nghèo, tôi chăm chỉ kiếm tiền, giờ tôi ngon rồi, em hối hận chưa? Người yêu cũ Trinh, Lan, Mai, Ngọc, Diễm, Nga, Bích, Hùng, Mạnh, Long, Nhật, Ngô Kiến Huy, Dương Lâm viết. Ở phần bình luận, Thỏ Đen bảo rằng anh đang ở nhà nhưng bị hắt xì, tưởng rằng cảm lạnh, hóa ra là lại được nhắc tên trong danh sách người yêu cũ. Không chỉ vậy, một thành viên trong ekip 2 ngày 1 đêm còn tiết lộ rằng hôm trước đi ghi hình, Dương Lâm và Ngô Kiến Huy còn đòi ngủ cùng nhau. Tham gia 2 ngày 1 đêm, Dương Lâm và Ngô Kiến Huy ngày càng thân thiết với nhau. Cách đây không lâu, bộ đôi này cũng tự đăng ảnh dìm đối phương lên mạng xã hội, cũng là lúc Dương Lâm đăng ảnh body 6 múi, anh háo hức khoe khoảnh khắc chuẩn soái ca, nhưng làm gì ngồi yên, anh tung ngay một khoảnh khắc hàng thực tế và hàng trên mạng của Dương Lâm. Ngay sau đó, Dương Lâm cũng không vừa khi tung luôn một bức ảnh khoe đùi thon của Ngô Kiến Huy. Thế nhưng người bị dìm nặng nhất lại là em út Hiếu Thứ Hai, với gương mặt đăm chiêu nhìn vào ly trà đá mới sương sương và hình ảnh đầu tiên, fan bỗng thấy nó lạ lắm vì cách tạo dáng khác biệt của mọi người. Hiện tại, 2 ngày 1 đêm đã hoàn tất đợt ghi hình thứ 3, là chương trình truyền hình thực tế mang tính sinh tồn, giàn cắt hẳn sẽ phải trải qua nhiều thử thách oái oăm đến mức phải ngủ ngoài đường, ngủ trong rừng. Đây sẽ là một trải nghiệm mới với các thành viên và chắc chắn sự mặn mòi của Ngô Kiến Huy trong chương trình sẽ đem lại không ít tiếng cười cho khán giả.